Kính chào quý bà con, thưa quý bà con, giá lúa ngày 10 tháng 11, 2023 giá ổn định. Giá lúa hôm nay tại đồng bằng sông Cửu Long ổn định sau khi biến động vào những ngày qua. Nhu cầu mua lúa lai rai, tuy nhiên lúa mới cắt hạn chế, bạn hàng ít giao dịch. Giá tham khảo 10-15 ngày trở lại. An Giang, nếp An Giang 7.000 tới 7.200, nếp Long An 7.700 tới 8.000, OM 380 8.600 tới 8.800, IR 504 8.700 tới 8.800, nàng hoa 9.200 tới 9.400, đài thơm 8.900 tới 9.000, OM 5451 8.700 tới 8.900, OM 18 8.800 tới 8.900, OM 4900 8.400 tới 8.600. Tại Kiên Giang, IR 504 8.700 tới 8.900, OM 380 8.600 tới 8.700, đài thơm 8 8.900 tới 9.000, OM 5451 8.700 tới 8.900, OM 18 8.800 tới 8.900, nàng hoa 9.200 tới 9.400, RVT 8.200 tới 8.500, DS1 7.300 tới 7.400, ST 21 8.600 tới 8.800, ST 24 25 8.800 tới 9.200, OM 34 8.000 tới 8.200, Jasmine 7.800 tới 8.100, Travonica 7.800 tới 8.000 đồng. Tại Cần Thơ, Hậu Giang, OM 380 8.500 tới 8.700, IR 504 8.700 tới 8.800, nàng hoa 9.200 tới 9.400, đài thơm 8 8.900 tới 9.000, OM 5451 8.800 tới 8.900, OM 18 8.900 tới 9.000, ST 21 8.600 tới 8.800, ST 24 25 8.800 tới 9.200, Jasmine 8.000 tới 8.300, Travonica 7.800 tới 8.000 đồng. Tại Đồng Tháp, OM 380 8.700 tới 8.800, IR 504 8.700 tới 8.800, nàng hoa 9.200 tới 9.400, đài thơm 8 8.900 tới 9.000, OM 54 51 8.800 tới 8.900, OM 18 8.900 tới 9.000, OM 4900 8.300 tới 8.600, nếp An Giang 7.000 tới 7.200, nếp Long An 7.800 tới 8.100. Tại Sóc Trăng, OM 380 8.500 tới 8.700, đài thơm 8 8.900 tới 9.000 đồng, IR 504 8.600 tới 8.800, OM 4900 8.200 tới 8.500, OM 5451 8.700 tới 8.900, OM 18 8.900 tới 9.000. Tài Nguyên 8.200 tới 8.400, RVT 8.200 tới 8.400, VNR 20 8.300 tới 8.500, ST 21 8.500 tới 8.800, ST 24 25 8.800 tới 9.000, DS1 7.800 tới 8.000. Giá tại Bạc Liêu, Cà Mau, đài thơm 8 8.900 tới 9.000, IR 504 8.600 tới 8.800, OM 4900 8.500 tới 8.700, OM 54 51 8.700 tới 8.900, OM 18 8.700 tới 8.900, nàng hoa 9.200 tới 9.400, RVT 8.200 tới 8.400, ST 21 8.500 tới 8.800, ST 24 25 8.800 tới 9.000, DS1 7.800 tới 8.000. Tại Long An, Tiền Giang, nếp Long An 7.800 tới 8.100, IR 504 8.600 tới 8.800, đài thơm 8 8.900 tới 9.000, OM 5451 8.700 tới 8.900, OM 18 8.900 tới 9.000, ST 21 8.200 tới 8.400, ST 24 25 8.800 tới 9.200, nàng hoa 8.600 tới 8.900, RVT 7.900 tới 8.100. Tại Vĩnh Long, Trà Vinh, IR 504 8.500 tới 8.700, đài thơm 8 8.900 tới 9.000, OM 54 51 8.600 tới 8.900, OM 18 8.900 tới 9.000,
giá sẽ có sự chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phúcanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.